Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay Chúa gom bó chúng con lại để chúng con cùng nhau tôn vinh thờ phượng Cha. Vừa xong thì chúng con đến giờ nghe lời của Chúa qua mục sư và Trọng Bảo. Thì con cầu nguyện xin Chúa ngài ở cùng mục sư. Xin Chúa thêm ơn thêm sự sức giàu cho mục sư để mục sư giảng dạy lời của Chúa ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin Chúa ngài sức giàu cho mục sư nhiều hơn nữa. Xin Chúa ban lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng của mục sư để mục sư rao giảng lời của Chúa theo ý của Đức Thánh Linh dẫn dắt, không phải ý riêng của mục sư. Con cảm tạ Cha thật nhiều. Buổi tối hôm nay con nhân danh Chúa Giêsu con cũng chúc phước cho tất cả chúng con ai nấy cũng đều được Chúa ngài ở cùng và ban ơn cho chúng con có sự khôn ngoan thông sáng để nhận lãnh lời của Chúa qua tôi tớ của Chúa giảng giải lời của Chúa cho chúng con nghe để chúng con gìn giữ làm theo lời của Chúa để chúng con được phước, được cứu rỗi linh hồn. Và lời của Chúa là linh lương cho chúng con để chúng con lớn lên mỗi ngày ở trong sự dạy dỗ của Chúa. Con cảm tạ Cha thật nhiều. Con cầu nguyện xin Chúa ngài đồng hành với mục sư, xin huyết của Chúa cũng bao phủ mục sư và gia đình của mục sư nữa cho ai để mục sư được tự do mọi bề mà hầu việc Chúa, không bị lo toan và không có bị trở ngại ở trong công việc rao giảng lời của Chúa. Con cảm tạ Cha thật nhiều. Giờ này con dâng mục sư trong tay của Chúa và con dâng cũng hết thảy chúng con lên cánh tay quyền năng của Chúa và mọi vinh hiển thuộc về Chúa, và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và cúi đầu cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Xin Chúa mời thêm mục sư. con. Dạ, xin mời mục sư ạ. Dạ, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được trở lại với nhau để chúng ta cùng ngồi lại để suy gẫm lời của Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học với nhau về sách Gia Cơ. Xin Chúa dùng lời của Chúa để ban phước cho mỗi ông bà chị em chúng ta cảm tạ quý và trọng ơn của Chúa. Chúng ta cùng nhau xem Gia Cơ đoạn 4, câu 11, câu 12. Hôm nay chúng ta chỉ học có hai câu mà thôi. Tôi xin đọc lời của Chúa. Với anh em, chớ nói hành dao. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Quả nếu người xét đoán luật pháp thì người chẳng phải là kẻ dân giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Thưa ông bà chị em, chúng ta hôm nay chúng ta học về với đề tài là chớ nói hành và đoán xét anh em mình. Đây là một trong những điều mà chúng ta thường hay mắc lỗi. Cái lỗi của chúng ta lớn nhất của người Việt Nam chúng ta là chúng ta hay nói sau lưng. Nói hành là gì? Nói hành là chỉ trích, xét đoán, nói xấu, mách lẻo, phê bình, lên án người khác và lầm bồng với người khác. Là chúng ta chỉ trích người khác mà không có mặt người đó. Nó có nghĩa là chúng ta nói và hạ thấp người khác, chia sẻ những điều về người khác làm tổn thương người ấy. Đó là nói hành. Và hạ thấp hình ảnh cùng thanh danh của người ấy trong mắt người khác. Từ này thường có nghĩa là nói về một người sau lưng người ấy khi người ấy vắng mặt. Cái người Việt Nam chúng ta nói trước mặt người khác thì không dám nói. Nhưng mà nói sau lưng thì nói hùm nó hổ, nó rất là mạnh mẽ và hạ danh dự người ta. Đó là nói hành, tức là chúng ta hạ giá trị người khác và để nâng giá trị mình lên. Mục đích của người nói hành là gì anh chị em? Cái người nói hành nó có những mục đích rất rõ ràng. Nói hành là sự nói hành hay là chỉ trích là nâng cao hình ảnh của chính mình lên. Việc chỉ ra thất bại của người khác và hạ người khác khiến cho chính người đó dường như khá hơn một chút, và ít nhất trong mắt của chính người đó, điều đó thêm vào sự kiêu ngạo, lòng tự trọng và hình ảnh của cái tôi của chính người đó.
Bởi vì mình thua người ta, mình mới nói sai trái người ta, mình chỉ trích người ta để mình hạ người ta xuống và nâng mình lên. Mà đây là điều rất đáng buồn. Thì, những người nói hành hay là chỉ trích dễ được vui hưởng một xu hướng của bản chất con người để hưởng thú vui trong việc nghe và chia sẻ những tin xấu và những thiếu sót người khác. Đó là chúng ta nói hành. Chỉ trích khiến chúng ta cảm thấy đời sống của chính mình đạo đức tốt hơn người thất bại. Phải không? Chúng ta tự dưng tự đắc mình tốt hơn cái người thất bại. Rồi sự chỉ trích giúp chúng ta bào chữa cho những cái quyết định của mình đã thực hiện và những việc mà mình đã làm trong đời sống. Chúng ta hợp thức hóa những cái quyết định và hành động của mình bằng cách chỉ ra những thất bại của người khác. Đó là đằng sau những cái động cơ thử thách. Chỉ trích cho bạn bè chúng ta thấy mình mạnh mẽ thế nào. Sự chỉ trích cho những sự cảm giác dễ chịu vì niềm tin cứng rắn và đời sống mạnh mẽ của chúng ta lại được chứng tỏ. Được chứng tỏ bằng cách bằng thất bại của anh em mình. Mình nói những thất bại để chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn, mình yêu mến Chúa hơn, mình kính sợ Chúa hơn. Đó là cái thái độ của chúng ta. Và sự chỉ trích là lối sống của sự tùng, tội làm tổn thương, thù hận. Chúng ta cảm thấy người ấy chẳng đáng phải chịu điều đó. Trong tiềm thức, nếu không muốn nói, trong cái ý thức, chúng ta nghĩ người ấy làm tổn thương mình, nên người ấy phải đáng phải chịu tổn thương. Vì vậy, chúng ta chỉ trích người đã thất bại. Đó là những cái động cơ mà chúng ta hay là những mục đích chúng ta nói xấu người khác. Điều này nó rất là rõ ràng. Và thương bà xem, ông Gia Cơ ông nói với chúng ta rất rõ điều này. Nhưng mà ông lên án chuyện không được nói hạch. Nhưng vì sao chúng ta không được nói hạch? Chúng ta đọc lại lời của Chúa trong đoạn 4 câu 11 ông bà chị em. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Ông bà chị em ơi, chỉ có đoạn 4 câu 11 phần A. Chúng ta để ý đi, ông Gia Cơ dùng đến 3 lần cái chữ anh em. Hỡi anh em, đâu là lần thứ nhất. Chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình, đó là thứ hai. Hoặc xét đoán anh em mình là lần thứ ba. Thưa ông bà chị em, ông Gia Cơ nói nhắc lại 3 lần vì sao chúng ta không được nói hành anh em mình. Bởi vì chúng ta là anh em với nhau trong cùng một hội thánh thiên ái. Chúng ta là anh em với nhau trong đấng Christ. Phải không anh em? Chúng ta là anh em của nhau, anh em của nhau. Nhưng mà anh em với nhau có đấu đá nhau không? Có hạ nhau không? Có nói xấu nhau không? Không. À, mà khi mà nói anh em thì chúng ta phải nói đến điều định nghĩa. Chúng ta phải yêu thương anh em, quan tâm, chăm sóc, chu đáo, đừng có hủy diệt nhau. Phải không? Anh em mình phải yêu thương, nâng đỡ, quan tâm đến nhau, chứ đừng có hủy diệt nhau. Anh em thì chúng ta phải hỗ trợ, khích lệ, xây dựng lẫn nhau, chứ đừng có hạ thấp nhau. Anh em là khi trong chúng ta vấp ngã hoặc khó khăn, chúng ta phải đi đến giúp người ấy, chứ không phải đẩy người ấy xuống chỗ lún sâu hơn, dìm người đó xuống. Khi người ta có vấp ngã, chúng ta phải đưa tay nâng người đó lên. Đó mới là anh em. Đó mới là người bạn thật. Đó mới là người bạn tri kỷ. Và đó mới là người bạn tốt. Nhưng mà lý do, đó là lý do mà tại sao chúng ta không nói hành. Đó là điều mà sứ đồ Gia Cơ dạy cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta nói hành như thế nào, mục đích mình nói hành và tại sao chúng ta không được nói hành. Ông nhắc hãy là mạng người, đừng là điều chớ bỏ, đừng bỏ. Và thưa anh em,
Chúng ta đi qua một cái từ nữa, đoán xét là gì? Chúng ta mở lời của Chúa ra để chúng ta đọc, cũng có liên quan đến vấn đề này. Đó là Ma-thi-ơ đoạn 7. Bản kinh thánh này ông bạn cho em rất quen thuộc. Ma-thi-ơ đoạn 7. Chúa nói gì? Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình, anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em mình, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ gia hình, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Thưa anh em, chúng ta phải hiểu trong cái bối cảnh và trong cái lời của Chúa về sự phán xét. Động từ mà Chúa Giêsu sử dụng ở đây có nhiều nghĩa khác nhau, và trong Kinh Thánh có bốn cái vệ gì khi nói vấn đề phán xét. Chúng ta cần lưu ý cái chữ phán xét. Thứ nhất, nghĩa thứ nhất, phán xét hay là đoán xét có nghĩa là phân biệt các sự vật để phân chia chúng dựa theo điều giống nhau và khác nhau. Chúng ta phải phân chia sự vật, phân biệt các sự vật để phân chia chúng dựa trên các giống nhau và khác nhau. Đó là nghĩa thứ nhất. Thứ hai, phán xét có nghĩa là đánh giá, suy nghĩ một sự việc để đưa đến quyết định nào đó. Mình đánh giá, mình mới suy nghĩ, rồi mới đưa đến quyết định một sự việc nào đó. Thứ ba, cái là nghĩa về đoán xét đây, tìm kiếm lỗi lầm để lên án và kết án, là mình dạch lá tìm sâu người ta đó, để mình lên án, để mình kết án và quy tội cho người ta, và để hạ người ta xuống. Và từ ngữ đoán xét cũng có nghĩa là từ ngữ về luật dùng trong tòa án để đưa một kết luận cho một vụ sự kiện nào đó, đó là phán quyết. Như vậy, đối với cái nghĩa, người đoán xét nó có bốn nghĩa, mà nghĩa thứ ba mà Chúa Giêsu và ông sứ đồ Gia Cơ đề cập đến, đó là nghĩa thứ ba là tìm kiếm lỗi lầm để lên án và phán xét người ta. Nhưng ông bạn cho em ơi, là Chúa có cho mình đoán xét không? Chúa có cho mình phê bình không? Chúa có cho mình góp ý không? Chúa cho. Nhưng mà con người chúng ta thường góp ý trên những cái điều sai. Chúng ta thường góp ý một người trên những điều sai là chúng ta chưa nắm đủ thông tin, chúng ta chưa nghe đủ, quan sát đủ. Chúa cho mỗi ông bà cha em và tôi có một cái miệng, mà có gì? Có hai cái lỗ tai. Để làm gì? Để chúng ta nghe cả hai bên, nghe bên A và cũng nghe bên B. Rồi chúng ta phải dùng đầu óc mình để mình phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, mình mới góp ý ra này. Kinh Thánh cho chúng ta góp ý, nhưng Kinh Thánh lên án chúng ta phê phán góp ý mà trong tinh thần chỉ trích, hạ thấp giá trị của nó. Chúng ta phải học nơi gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu dạy gì cho chúng ta về vấn đề về xét đoán người khác? Trong Giăng đoạn 8 câu 15 câu 17, Chúa Giêsu nói với chúng ta, các bạn em có Kinh Thánh mở ra, các ngươi đoán xét theo xác thịt, ta thì không đoán, xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai
thì xét đoán của ta đúng với lẽ thật. Người ta không ở một mình như cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta phải học cái cách nào? Chúng ta phải nhớ, chúng ta không bao giờ phán xét người khác, góp ý người khác. Phải xem xét điều này là quan điểm của cá nhân, điều này và điều này quan trọng của Kinh Thánh và quan điểm của Chúa. Chúng ta phải loại bỏ quan điểm cá nhân. Khi xem xét một việc, chúng ta phải loại bỏ quan điểm cá nhân, nhưng chúng ta phải đặt trên quan điểm của lời Đức Chúa Trời và quan điểm của Kinh Thánh. Nhiều khi quan điểm của chúng ta, chúng ta thấy người đó mình không ưa, mình đó là quan điểm của mình thành kiến của mình, bắt đầu phê phán. Không, cái nhìn của Chúa là phải yêu anh em, lời Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, tình yêu thương che đậy vô số trong đó. Mình muốn góp ý anh em mình phải làm, lát tôi sẽ nói với bạn trẻ, mình phải làm những bước như sau. Rồi thương bạn trẻ, chúng ta cần phải xem xét điều nào liên quan đến sự cứu rỗi, điều nào liên quan đến giá trị của con người. Giữa sự cứu rỗi với giá trị con người thì chúng ta chọn cái nào? Chúng ta phải chọn sự cứu rỗi hơn giá trị của con người. Mà nhiều khi chúng ta đặt giá trị của con người lên trên giá trị của sự cứu rỗi, phải không? À, đó là điều sai của chúng ta. Chúng ta thường hay quan sát người khác, phê bình người khác trên quan điểm của mình, trên giá trị của con người, mà không đặt trên giá trị của Chúa Giêsu, của lời Đức Chúa Trời và trên quan điểm sự cứu rỗi. Điểm thứ ba, chúng ta không phán xét nhau dựa trên kinh nghiệm cá nhân, hiểu biết cá nhân, nhưng chúng ta phải dựa trên tiêu chuẩn chung của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ, chúng ta nhiều khi chúng ta phán xét người khác dựa trên kinh nghiệm của mình và hiểu biết của mình, sai hoàn toàn không bạn chị? Nhưng mà chúng ta phải dựa trên tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dựa trên tiêu chuẩn của Thánh Kinh. À, chúng ta nói về ông mục sư. Nhiều khi tôi thấy trong hội thánh có nhiều người nói ông mục sư nó chuyện tào lao, ông chẳng cái tôi hỏi ngược lại với người đó, ông mục sư ông có vi phạm gì lời Chúa không? Ông có giảng sai về lời Chúa không? Người nói không, ông giảng nhất luôn. Nhưng bởi vì tôi không ưa ông, bởi vì ông thẳng thắn tôi ghét ông. Ông giảng đụng tới tôi không ưa ông, tôi phê phán ông. Nhưng mà đó là wrong rồi. Dựa trên cá nhân của mình, dựa trên sự hiểu biết của mình và dựa trên cái tình cảm của mình, không bao giờ dựa trên lời. Và đây là điều chúng ta cần phải điều chỉnh lại không bạn chị, khi chúng ta học điều này. Tại sao chúng ta không dựa trên quan điểm của con người, kinh nghiệm cá nhân? Quan điểm kinh nghiệm sống của chúng ta sẽ thay đổi. Thưa ông bà anh chị em, quan niệm sống của tôi và ông bà anh chị em sẽ thay đổi. Nhưng mà lời Chúa không hề thay đổi. Con người thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Phải không anh em? Và đó là điều chúng ta cần nhớ. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta xét đón nhau, chúng ta được góp ý nhau với tinh thần xây dựng. Xây dựng để người đó được tốt hơn, chứ không phải để đả phá làm hại nhau và quỷ diệt. Chúng ta góp ý người đó. Chúng tôi là mục sư, chúng tôi cũng có yếu đuối, chúng tôi cũng có lầm lỡ. Chúng tôi cần sự góp ý của anh em để chúng tôi được tốt hơn. Tốt hơn, nhưng chúng ta cần phải hiểu là góp ý để xây dựng ông mục sư, để giúp đỡ ông mục sư, chứ không phải để hạ ông mục sư, để không phải làm tổn thương ông mục sư. Làm như vậy nó không có đúng. Làm như vậy nó là trật với lời Chúa. Không phải tôi nói để binh vực các mục sư đâu, nhưng mà tôi nói lên sự thật.
Tôi không dám đem ai ra, tôi đem chính tôi ra. Chúng tôi cũng có yếu đuối, chúng tôi cũng có lầm lỡ mà chị. Không phải là chúng tôi nói là tôi giảng lời Chúa là tôi mạnh mẽ đủ đâu. Không, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có lầm lỡ, tôi cũng có sai trật. Tôi cũng có những cái khuyết điểm. Nhưng tôi cần sự góp ý của ông bà. Nhưng với tính cách là xây dựng, khích lệ, nâng đỡ để chúng tôi được kiện toàn hơn. Và chúng ta đừng bao giờ đem ông mục sư mình lên ra giữa tòa giảng, đem ông mục sư mình nói giữa đám đông. Nó là trật bét rồi. Nó không phải là xây dựng, nó không phải là góp ý, mà là gì? Là hại nhau, bôi nhỏ nhau. Xin chúng ta tránh điều này. Xin chúng ta đừng làm điều này nữa. Chúng ta bỏ đi ông bà. Tôi không biết chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn nói với lòng của tôi, vì tôi đã từng bị. Làm như vậy chúng ta không làm cho ông mục sư đứng trong vai trò lãnh đạo. Tôi từng góp ý ông bà chị. Tôi là người hay góp ý lắm. Nhưng tôi góp ý trong tinh thần mà người ta không bao giờ dạy. Nghĩ sao? Vì tôi làm đúng với lời Chúa. Tôi nói thẳng với người đó, chứ tôi không nói cho lưng tôi. Tôi góp ý với người lãnh đạo thôi. Nhưng góp ý trong tôi nói rất rõ. Và người đó hiểu thôi. Tinh thần xây dựng. Tinh thần nâng đỡ. Tinh thần kích động. Chứ không phải hạ giá trị của mình. Nếu ông bà chị em nhớ, có hai loại phê bình, hai đón xét. Loại phê bình đón xét là xây dựng, đã đem người ta đến chỗ tốt hơn. Mình xây dựng trong cái chỗ riêng tư. Tôi phải nhấn mạnh cái chỗ riêng tư, cái chỗ người ta không mắc mặt. Và có loại phê bình là quỷ phá, hay đón xét quỷ phá, là đem người ta giữa thanh thiên bạch địa. Không được. Mà xin ông và anh em kỹ nhất là được. Không bao giờ chưa tìm hiểu kỹ. Đừng bao giờ đưa lên Facebook. Đừng bao giờ gửi email. Nhưng đây là những cái không ghi dự. Tôi xin ông và anh em đừng làm. Tại vì mình muốn gây dựng người ta, mình đâu có được đưa lên Facebook mà cả thế giới biết rồi. Phải không anh em? Cả thế giới biết cái lầm lỡ của người đó rồi. Như vậy mặt mũi đâu người ta nhìn. Không phải em nhớ, con người của chúng ta ai cũng có cái tự ái. Phải không? Ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái tôi. Mà chúng ta tự nhiên chưa biết, biết rành, biết mặt. Chuyện nhiên nhìn là nó là nội bộ. Nó độ ngộ của Hội Thánh. Tại sao chúng ta đem lên giữa Facebook làm cái gì mà gửi email để người ta truyền hết email đi cho cả thế giới biết? Đó không có gây dựng, mà nó chỉ là quỷ phá thôi, hại thanh danh của người khác. Chúng ta phải biết sử dụng đúng phương tiện để xây dựng. Khi chúng ta không sử dụng đúng phương tiện để góp ý với mình người khác theo căn bản lời Chúa, mà chỉ theo ý kiến cá nhân, hiển cộng và thiếu hiểu biết của chúng ta, vô tình ông bà anh chị em làm công cụ của ma quỷ, quỷ hại người khác và Hội Thánh của Chúa. Góp ý là điều Chúa cho phép. Chỉ ra những sai trật là điều đó Chúa cho phép. Nhưng nó là riêng tư. Các bạn cho em thấy Đức Chúa Trời bảo ông tiên tri Nathan khi ông David phạm tội. David phạm tội là chỗ riêng tư. Quan hệ bất chính với bà Bathsheba. Âm mưu để giết Uri. Mà chính Đức Chúa Trời bảo tiên tri Nathan tới để nói cái sai trật của David. Tiên tri Nathan đâu có thiện được Chúa bảo, nhưng mà đâu có nói ô mạn lượng Chúa như vậy. Tôi năm đầu tôi nói thẳng với ông David không. Tiên tri Nathan rất là khôn ngoan, ông nhẹ nhàng ông kể một câu chuyện, và vô tình cái câu chuyện đó là chính David là người sai trật.
Khi David nổi giận lên thì ông đặt chương trình sang với nó thẳng. Đó là gì? Vua là người đó. Vua là người đó. Và David là một con người kính sợ Chúa. Ông ăn năn về tội lỗi. Ông ăn năn về tội lỗi. Và chúng ta để ý nha. Thiên tri Na-thang nói xong, thiên tri Na-thang đi về. Chuyện này giữa ông với David. David giết thi thiên 32, thi thiên 51 là cá nhân David tự xưng với Chúa chứ không phải là Na-thang nói. Chúng ta đọc kinh thánh chúng ta phải để ý cái đó. Chúng ta góp ý người khác, phê bình người khác là một cách góp ý một cách thẳng thắn theo đúng tinh thần của Ma-thi-ơ đoạn 18 ông bà. Chúng ta dở với tôi trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta như thế nào trong vấn đề góp ý. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta làm không đúng và đa phần làm không đúng. Chúng ta phải nói sau lưng người ta. Và nhiều khi chúng ta nói sau lưng mà không nói thẳng với người đó nữa. Chúng ta đi nói dòng do Tam Quốc hết. Mà người đó, nhiều khi người đó phạm lỗi mà cả Hội Thánh biết rồi mà người đó chưa biết. Và đó là cái sai trật của chúng ta. Khi chúng ta học điều này, xin chính thân Chúa dạy chúng ta và để chúng ta trở lại với điều Chúa Giê-xu dạy. Xin Thánh Linh Chúa nhắc cho các bạn cho em và để chúng ta thấy chúng ta làm đúng chưa. Đây, trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15, Chúa Giê-xu nói: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe thì ngươi được ăn. Điều đầu tiên Chúa Giê-xu dạy chúng ta là gì bà cha? Nếu một anh em ngươi có lỗi với người, hãy gặp riêng người mà khuyên bảo. Như vậy mình thấy ông bà cha thấy tôi có lỗi, anh nào ông cho em tới gặp tôi. Như vậy cái cách này cách gì? Cá nhân, phải không? Cá nhân có làm mất thể diện người đó không? Không. Có bôi nhọ người đó không? Không. Mà tính cách gì? Xây dựng, góp ý, nâng đỡ người đó, chỉ ra khiếm khuyết người đó để người đó điều chỉnh. Amen. Biết người đó nghe thì được là biết người đó nghe thì được. Đó là bước thứ nhất chúng ta làm. Bước thứ hai, quý bằng công nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi hầu có lời, hai ba người làm chứng trong mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe, đó là bước thứ hai. Biết người đó một thời gian mình thấy người đó cũng không chịu nghe, mình mời một hai người uy tín để làm chứng về việc nào. Và mình cũng chờ thời gian thôi, người đó có sửa đổi hay không. Điểm thứ ba, nếu người không chịu nghe người đó thì hãy cáo cùng Hội Thánh. Lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thô thố. Nếu không chịu nghe nữa thì mới đem ra giữa Hội Thánh. Thưa ông bạn xem, nhiều khi chúng ta nhảy qua nhiều quá, nhảy đến hai bước rồi. Chúng ta không có gặp riêng người đó nói với người đó. Chúng ta không có cho người đó, nhưng mà chúng ta không, nhiều khi gặp riêng nói với người đó rồi, chúng ta không có theo quan điểm kinh thánh nữa. Đó là như vậy. Đối diện vì chưa gì với chúng ta đem ông mục sư lên giữa Hội Thánh nói, đem ông mục sư rêu rao giữa mọi người, và làm như vậy là mất mặt, làm như vậy là tổn thương, làm như vậy đâu có gây dựng mà chúng ta phá đổ Hội Thánh. Hội Thánh nhiều khi không biết chuyện gì hết, chúng ta đem lên giữa mọi người thì chúng ta gì? Chúng ta làm chia rẽ Hội Thánh, làm tổn thương Hội Thánh, danh của Chúa không được vinh hiển. Nếu chúng ta làm đúng những bước này, Chúa cho chúng ta một điều anh em. Câu 18, mà nhiều khi chúng ta hiểu câu này, chúng ta nhiều áp dụng cũng được, nhưng mà áp dụng cho nó đúng. Quả thật nó nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc dưới đất
thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở được. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hai trong trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin bất cứ việc gì, việc chi thì cha ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại thì cả gì. Ông bà cho em nhớ đây này, là câu cái câu 18 đến câu 20 là Chúa. Khi chúng ta làm đúng những bước này, chúng ta kỷ luật anh em rồi. Chúng ta làm đúng bước này thì Đức Chúa Trời ở trên trời cũng chấp thuận cho chúng ta. Hai ba người thể buộc ở dưới đất đó, chúng ta kỷ luật một người dưới đất đó, trên trời Đức Chúa Trời cũng kỷ luật. Trên trời Đức Chúa Trời cũng cũng không ban phước cho. Đức Chúa Trời không tin chúng ta làm được. Chúng ta nhớ, tôi nói nếu hai ba người thuận nhau ở dưới đất cầu xin, rồi Chúa nói, Chúa lấy hình ảnh là Chúa nói cái người hai ba người nhân danh Chúa làm công việc đúng, làm việc xây dựng thì Chúa ở giữa, Chúa đồng công với mình, chấp nhận được. Đó là đúng theo ý nghĩa thượng hạ dân. Chúng ta nhớ, chúng ta đừng nói là mình Chúa không có cho mình, Chúa cho mình góp ý. Nhưng ở đây trong cái thần Ma-thi-ơ đoạn 7, ông bà chị em trở lên Ma-thi-ơ đoạn 7 đi. Chúa nói gì? Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ sẽ đoán xét lại thế. Chúng ta phê bình người ta thế nào mà không đúng theo tinh thần của Chúa, không đúng theo những bước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa lên án, sứ đồ Gia-cơ lên án. Chúng ta không nên làm được. Vì thông thường của chúng ta là gì? Chúa sư đó, sao các ngươi dòm cái thác trong mắt anh em, là chúng ta nhìn thấy cái bụi á trong mắt của anh em mình, hay là nhìn thấy lỗi lầm không đáng của anh em mình. Trong khi tôi nói gì mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình. Cái đà là cái lớn đó. Nắm dắt ngang giữa nhà ở miền quê chúng ta nhớ là có cái đà trong cái nhà, phải không? Thì Chúa nói cái rác không có đáng gì, mà anh em lại cái đà trong mắt mình là con mắt mình cái đà che hết không? Mà không thấy cái lỗi lầm của anh em lớn lắm mà anh em không thấy, mà anh em chỉ môi những lỗi lầm của người khác có đáng không? Cái lỗi lầm nhiều khi nó là vô tình, một lời vô ý, không có ý tứ, vô tình, không có ý hại, chúng ta lại dàn dựng lên, bơm cái lời lên ta và hại anh em. Trong khi những tội mà chúng ta vi phạm luật pháp Chúa thì lại mình lại bỏ. Khổ lắm anh chị. Chúng tôi là những mục sư biết lầm lỡ của con cái Chúa nhiều, mà chúng tôi im tiêm thiết, không dám nói. Nhưng mà lỡ một cái gì này, mà chúng tôi một chút một cái là gì? Là người ta bơ mà ta nói đủ điều. Và đó là những điều chúng ta đừng làm. Đừng làm. Đồ giá cơ kêu chúng ta đừng làm. Làm như vậy mất phước, mất ơn. Thương bạn kèm. Như vậy tại sao chúng ta không được nói hành? Không được đón xét hành này? Chúng ta xem lời của Chúa tiếp theo. Và nếu ngươi xét, tôi đọc lại câu 11, hỡi anh em chớ nói hành nhà, ai nói hành anh em mình và xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ dân những luật pháp, bèn là kẻ xét đoán luật pháp. Như vậy ba vấn đề mà ông sứ đồ Gia Cơ kêu chúng ta đừng có xét đoán, đừng có nói hành. Ba vấn đề là vấn đề gì? Thưa ông bà chị em, vấn đề thứ nhất là với chính mình. Xin lỗi, vấn đề thứ nhất là đối với lời Chúa. Vấn đề thứ hai là với chính Chúa. Vấn đề thứ ba là với chính mình. Đối với luật pháp Chúa, ông kêu gì? Anh em nói hành, xét đoán anh em mình là chúng ta nói xấu luật pháp. Nói xấu luật pháp. Luật pháp Chúa là 10 điều răn. 10 điều răn đặt trên nền tảng yêu thương.
yêu Chúa và yêu người, bảo vệ quyền lợi của người khác, quan tâm đến người khác. Chúa Giêsu tóm lại 10 điều răn là: các ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà yêu mến Đức Chúa Trời. Và điều răn thứ hai là yêu kẻ lân cận như mình. Như vậy, chúng ta nhớ lực của Chúa là lực yêu thương. Lời của Chúa bảo chúng ta vâng lời, bảo chúng ta yêu thương Chúa, yêu thương người khác bằng cách xây dựng, nâng đỡ, khích lệ người khác. Phải không ông bạn chị? Lực yêu thương nó nằm trên điều đó. Chúng ta phải vâng lời. Nhưng ngược lại ông bạn chị, chúng ta thay vì yêu thương, chúng ta lại làm gì? Làm tổn thương. Phải không? Thay vì xây dựng thì chúng ta lại đạp đổ nó. Thay vì khích lệ thì chúng ta lại gì? Đổ xẻ. Đó là điều chúng ta làm trái ngược. Nói hành đổ xẻ là chúng ta nói xấu luật pháp Chúa, chúng ta nói luật pháp Chúa dạy không có đúng. Dạy không có đúng. Luật pháp Chúa dạy yêu thương mà chúng ta không yêu thương là chúng ta chê luật pháp Chúa là không đúng rồi. Rồi chúng ta nói, chúng ta xét đoán luật pháp là chúng ta coi thường luật pháp Chúa. Tuyên bố mình cao hơn luật pháp Chúa. Mình giỏi hơn luật pháp Chúa. Mình ngồi lên cái chỗ đó. Đó là lý do với lời lời luật pháp, với lời Chúa thì ông gia sứ đồ Gia Cơ kêu chúng ta đừng có xét lắm. Và với chính mình Chúa, ông nói gì với chúng ta? Câu 12: chỉ có một đấng lập ra luật pháp, một đấng xét đó, tức là đấng cứu được và diệt được. À, đó là điểm mà ông sứ đồ Gia Cơ nói với Chúa. Ngài đã lập ra luật pháp, đấng xét đoán đúng đúng nhất. Bà chị em ơi, Chúa là đấng xét đoán đúng nhất, công bình hơn hết, và đấng cứu được, đấng diệt được, đó là quyền hạn ở trong bạn. Thưa bà chị em, xét đoán người khác là chúng ta nhớ chúng ta chiếm cái quyền của mình. Xét đoán luật pháp, xét đoán người khác là chúng ta chiếm cái quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự đặt mình vào vị trí thay Đức Chúa Trời, khiến mình trở thành Đức Chúa Trời và tuyên bố quyền hạn để ngồi vào trong cái vị trí xét đoán người khác. Xét đoán hay lên án, chỉ trích, nói xấu là chỉ ra những thiếu sót, thất bại của bất cứ anh em là quyền của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình là không ai có quyền để xét đoán trừ ra chính Đức Chúa. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Thưa ông bà chị em, mỗi người chúng ta ở hoàn cảnh, mỗi người hoàn cảnh khác nhau, mỗi sự thật không bao giờ chúng ta biết rõ bằng Đức Chúa. Nhiều khi tôi ở sao? Chúng ta đâu có chứng kiến mọi sự việc đâu, mình đâu có ở trong hoàn cảnh nào. Và mọi sự vật xảy ra chúng ta không nắm rõ, mà mình không nắm rõ mà mình dội vàng mau mắn kết luận anh em là sao? Chúa là đấng kể trị mọi hoàn cảnh, đấng thấu suốt lòng người nên Ngài đủ tư cách đón xét. Thưa ông bà chị em, mỗi chúng ta là những con trai con gái của Chúa, mọi người trong sự tin kính. Không ai là không thiếu sót, không ai là không thất bại, không ai là không sa ngã. Phải không ông bà chị? Không ai tránh được khỏi những tội lỗi. Khi chúng ta chỉ trích xét đoán, chúng ta có một vấn đề thì chúng ta quên mình là một tội nhân. Chúng ta quên mình là một tội nhân. Tất cả chúng ta cần phải biết về một con người thì chưa từng ai biết. Vậy làm sao chúng ta có thể chỉ trích người đó, lên án? Chúng ta đâu có thể hiểu suốt người đó đâu. Phải không? Mình đâu có hiểu lòng người đó sao? Ngay cả con chúng ta
chúng ta còn chưa hiểu nữa, đừng vô chi là người khác. Con mình sanh chưa có nắm rõ nữa. Như vậy lý do mà ông chỉ đồ gia cư dạy chúng ta nói với chúng ta đừng có xét đó. Xin Chúa cứu tôi, cứu ông bạn cho em ra khỏi đi. Và với chính mình ông nói gì? Những người là dám xét đoán kẻ lâm cận, nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lâm cận? Anh em ơi, ông nói anh em nhìn lại, anh em là ai? Anh em là tội nhân, anh em là người yếu đuối, là người bất toàn. Chúng ta phải nhìn nhận thật đó. Phải không mãi cho em? Và nhiều khi chúng ta không nhìn mình, vua nhìn mình, chú nói trước hết ngươi muốn nó xét người khác, ngươi hãy lấy cái đà nó mất bệnh người, là chúng ta giải quyết vấn đề của mình. Nhìn lại mình cho kỹ, nhìn mình là người yếu đuối bất toàn, tôi yếu đuối tôi bất toàn, tôi là một tội nhân đáng hư mất, ngày nay tôi được mọi thứ là của Chúa ban cho, và đó là cái nhìn rất là cụ thể. Và xin Chúa giúp cho chúng ta bài học hôm nay, có thể bài học hôm nay đụng đến nhiều người, làm cho nhiều người không muốn nghe nữa. Nhưng mà lời Chúa vẫn là lời Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta chớ nói. Lời Chúa dạy chúng ta chớ đón xem. Vì chúng là anh em, chúng ta phải ghi dựng nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau, chứ không phải hại nhau. Mà xin Thánh Linh Chúa dạy chúng ta để nhờ ơn Chúa, chúng ta không còn dắt phải điều này. Nhờ ơn Chúa để chúng ta mở miệng ra nói một vài lời lành để giúp ích cho anh em. Đó là điều chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Nguyện Thánh Linh Chúa dạy dỗ nhắc nhở mỗi chúng ta trong linh trình theo Ngài. Amen. Cảm Chúa, cảm mục sư. Dạ thì giờ này xin hội thánh hiệp ý với bé Lam sẽ dâng lời cầu nguyện cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin mời bé Lam. Alo Lam ơi. Alo. Mở nghe con nói mà. Rồi rồi. Em dạ. Cầu nguyện. Con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa đã dạy dỗ sự trách để trị chúng con. Cảm ơn Cha vì nhờ lời của Chúa sẽ thay đổi đời sống của chúng con, mỗi ngày chúng con giống Chúa càng hơn, để qua đời sống của chúng con sẽ làm nên hiển danh của Ngài. Chúa ơi, chúng con xin lỗi Chúa bởi vì sự lời nói của chúng con, về những điều mà chúng con đang vấp phạm cho anh em của mình. Con xin lỗi Chúa. Và con cũng xin lỗi mục sư Bảo cũng như là anh chị em chúng con trong hội thánh nữa. Con xin Chúa ngày tha thứ của chúng con chính đời sống con đây. Xin Chúa ngày chữa lành cho tấm lòng và những lần mà chúng con làm tổn thương anh em của chúng con, chữa lành cho tấm lòng của anh em của chúng con. Và xin Chúa ngày thay đổi chúng con, xin Chúa ngày đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào lòng của chúng con. Xin Chúa ngày giúp đỡ chúng con nữa ngày chúng con bước đi ở trong sự khiêm nhường, ở trong tấm lòng yêu mến Chúa và cùng nhau xây dựng hội thánh của Ngài, cùng nhau xây dựng anh em của mình ở trong lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa hành động và làm việc trong lòng của chúng con để lời này chúng con nghe và chúng con ghi nhớ mãi mãi, chúng con làm theo, chúng con không bị quên đi nữa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin linh của Chúa Ngài ở cùng và Ngài cáo trách tiếp tục sự trị và dỗ đời sống của chúng con để chúng con trở nên giống Cha nhiều hơn, để qua đời sống của chúng con để làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Xin Chúa ấn sâu cái điều này vào lòng của chúng con càng hơn nữa Chúa ơi. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con trình dâng mục sư Phan Trọng Bảo trong tay của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì tôi tớ Ngài đã có lời của Ngài cho hội thánh. Con cầu nguyện để Chúa Ngài ban phước trong một ngày mới phước hạnh, bảo vệ gìn giữ gia đình ông yêu quý của Chúa. Xin Chúa ngài ban phước đây rồi. Và mục sư càng bước tới sự sức lực càng thêm lên, và đặc biệt sự sức giàu của Chúa, sự khôn ngoan của Ngài, ơn lành của Chúa tiếp tục đổ đầy rồi tràn hơn nữa qua chức vụ và đời sống của ông để Chúa ơi.
để chúng con thấy được phước hạnh của Chúa qua chức vụ của ông được tung tràn ra để ảnh hưởng nhiều người. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước và ở cùng gìn giữ đầy tớ gia đình của đầy tớ Chúa ở trong ơn của Ngài, ở trong sự bảo vệ, sự gìn giữ bí quyết của Chúa, của Chúa Jesus Christ, về quyền năng bởi lửa Thánh Linh. Chúng con biết ơn Cha. Xin Chúa tiếp tục sức dầu ban ơn để ông có nhiều sứ điệp hơn nữa cho hội thánh của Ngài. Cảm ơn Cha. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa cũng ban phước trên mục sư Lý Hải Bảo, gia đình của mục sư. Xin Chúa Ngài cũng tiếp tục đổ đầy tình yêu thương, sự hiệp một và tấm lòng kính sợ Chúa trên gia đình của từng người một trong gia đình của mục sư Bảo. Chúa Ngài là vững mạnh hội thánh của Chúa, và mỗi ngày Chúa Ngài dùng hội thánh Chúa con ra đi và có kết quả cho công việc của Ngài. Chúng con ngợi khen Cha. Con dâng những lời cầu nguyện của chúng con trong cánh tay của Chúa, sự tài trị của Đức Chúa Trời trên những lời cầu nguyện này, và quyết của Chúa Jesus Christ bao phủ về gìn giữ. Thánh Linh của Ngài, lửa của Ngài tiếp tục bao phủ gìn giữ lời cầu nguyện này, để rồi Chúa Ngài sẽ hành động theo ý muốn của Ngài và chương trình của Ngài. Ma quỷ không có quyền đụng đến những lời cầu nguyện của chúng con ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con yêu mến Chúa vì hiệp chung với nhau cho lần dân lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm Chúa, cảm ơn làm. Dạ, xin hội thánh cũng hiệp ý, con xin cầu nguyện. Hallelujah, trời, con cảm tạ Ngài vì Ngài dùng mục sư Phan Trọng Bảo để rồi cũng có lời của Ngài cho hội thánh của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Ôi lạy Chúa, Ngài là đấng biết rõ mọi sự, Chúa ơi. Lạy Cha, xin Ngài cũng tha thứ cho thảy chúng con vì Chúa ơi, trong hội thánh của Ngài có những lúc chúng con cũng có những sự bất đồng ý kiến với nhau. Lạy Chúa, chúng con cũng có những sự góp ý nhưng mà chúng con chưa có làm theo lời của Ngài. Dạy chúng con hãy gặp riêng người mà chúng con cần góp ý nhưng chúng con chưa làm được điều đó. Có những khi chúng con lại có những cái lời lẽ, ôi Chúa ơi, mà đem lên trên mạng hay là bất cứ hình thức nào, lạy Chúa, để cho nhiều người biết được những cái gì khuyết điểm của nhau, thì xin Chúa Ngài cũng tha thứ, đặc biệt là chính bản thân con và có thể ông bà anh chị em chúng con nữa. Lạy Cha, con cảm ơn Ngài và Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng tha thứ vì chính bản thân con cũng có nhiều khi chúng con cũng làm cho mục sư Lý Hoài Bảo buồn hay là những anh chị em của con buồn, thì xin Chúa Ngài cũng tha thứ cho chính bản thân con để có những cái lời nói mà làm cho họ buồn, lại Chúa Ngài cũng tha thứ cho chính con. Con cảm ơn Chúa và Cha ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ để rồi chúng con biết góp ý với anh em của mình theo như lời Chúa Ngài dạy chúng con, là chúng con hãy góp ý riêng tư, hoặc là nếu mà người đó không có nghe thì phải mời 2-3 người đến để rồi cùng giúp đỡ, và chúng con góp ý với cái ý muốn là chúng con xây dựng, khích lệ nâng đỡ nhau chứ không phải là để triệt tiêu nhau. Lạy Chúa, xin Ngài cũng giúp đỡ Thánh Linh Ngài ở trong chúng con, Ngài hướng dẫn, Ngài dẫn dắt chúng con để rồi chúng con làm theo lẽ thật, làm theo lời của Ngài, Cha ơi. Vì Chúa ơi, chúng con thấy đúng thật lời của Ngài là sự tốt lành. Vì Chúa ơi, lời của Ngài đem đến sự sống cho chúng con, Ngài đem đến sự hòa thuận, Ngài đem đến sự vui mừng, sự tươi vui, sự yêu thương, sự hiệp một với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục Ngài dẫn dắt chúng con, Thánh Linh ơi. Vì chúng con nói với Ngài rằng chúng con khao khát được chính Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con đi trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cũng ban ơn sức dầu đầy dẫy nhiều hơn nữa trên mục sư Hoàng Trọng Bảo, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài sử dụng ông để rồi rao giảng lời của Ngài cho nhiều hội thánh nữa, nhiều con cái của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con phó dâng hết thảy chúng con ở trong tay của Ngài. Nguyện danh của Chúa Ngài được vinh hiển qua đời sống của chúng con khi mà chúng con bước theo Thánh Linh, bước theo lẽ thật. Chúng con tạ ơn Cha và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen. Dạ, xin mời bà dì Năm Gõ sẽ thay mặt cho hội thánh, thay mặt cho mục sư Bảo gửi lời cảm ơn đến mục sư Phan Trọng Bảo. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Danh Chúa Giêsu. Tất cả anh chị em chúng con một nhà về. Cảm ơn mục sư. Danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, con cũng thay mặt hội thánh Thiên Á là mục sư Lý Hoài Bảo để cảm ơn mục sư Phan Trọng Bảo tối hôm nay chia sẻ lời của Chúa cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cũng cho chúng con đánh động tấm lòng chúng con để chúng con không chỉ trích anh em mình, để anh chị em chúng con có chuyện gì thì anh chị em chúng con có biết với nhau. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, con thay mặt mục sư Lý Hoài Bảo cảm ơn mục sư Phan Trọng Bảo để đem sứ điệp này cho chúng con nghe, để chúng con gìn giữ mà làm theo. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa cũng ban ơn ban phước cho mục sư Phan Trọng Bảo cũng được sự đầy ơn đầy phước của Chúa.
Xin quyết Chúa cũng bao phủ cho gia đình của ông, dòng dõi hậu tử của ông cũng được sự bình an trong dòng huyết của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, con xin thay mặt mục sư Lý Hoài Bảo cảm ơn mục sư Phan Trọng Bảo và tất cả con cái Chúa ở Hội Thánh Thiên Ái và ở khắp mọi nơi để cảm ơn mục sư Phan Trọng Bảo nhiều. Xin Chúa ban phước cho ông và sức giàu mới đặc biệt cho ông và quyền năng để cho ông có lời Chúa chia sẻ cho chúng con nghe nhiều thêm nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Con dâng mục sư, gia đình mục sư lên cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài và chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn gì, chúng phước và gì. Dạ, thì giờ này chúng ta có thể mở mic, mở video lên. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư đã rao giảng lời của Ngài cho chúng ta. Dạ, cảm ơn mục sư ạ. Xin Chúa ban phước mục sư. Chúc an phước cho mục sư Phan Trọng Bảo. Shalom. Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn Chúa vì những cơ hội Chúa cho. Cảm ơn Chúa. Cô em, phước cho cô Lo, chúc an phước cho chúng em. Chú Kỳ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Chúa Khả, chúc an phước cho. Chúa ban phước cho mục sư Phan Trọng Bảo. Thì... dạ, cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người. Chúc ơn phước cho gia đình cho Phan Trọng Bảo, chúc ơn phước cho Hội Thánh Thiên Ái. Dạ. Chúc ơn phước cho gia đình mục sư Diệp, mục sư ơi. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho con phải Hội Thánh. Chúc ơn cô bé mời. Chúc ơn phước cho con bé mời nghe, con bé mời ơi. Chúc ban phước cho bác Quang, chúc ban phước cho bác thầy con cái Chúa là như chị Cầm, chị cô Lan, chúc ban phước cho Mộc Cầm, bữa nay gặp Mộc Cầm này, phước cho Thảo Nguyên, Mộc Cầm thấy tươi vui trẻ trung thêm.